chào quý chú chị các bạn đã trở lại với kênh của Sông Nước Miền Tây. Hôm nay mình đang có mặt tại chùa Quan Âm Đài của Bạc Liêu vào ngày 8 Tết. Hôm nay mình chia sẻ những hình ảnh ngày hôm nay, năm mới xin chúc cho quý chú chị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự và như ý cho gia đồng hành cùng thành tham quan chùa Quan Âm Phật Đài hay mẹ Nam Hải của Bạc Liêu ngày 8 Tết. Đây, hôm nay mình đang có mặt tại chùa Quan Âm Phật Đài của phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu của ngày 8 Tết. Cô chú chị thì hôm nay mình đến đây để mình tham quan và mình chia sẻ cho cô chú chị xem nha. Các tài xế lưu ý không dừng đổ xe trên tuyến đường có biển cấm. Yêu cầu đây là hình ảnh buổi chiều, bây giờ này mình đến đây cũng hơi chiều cho nên bà con cũng hơi vắng này cô chú chị. Sáng giờ rất là đông nha. Đây là từng đoàn người kéo về để mà đi đến chùa Quan Âm Phật Đài nha cô chú chị. Đây chỗ này người ta bán đồ rất là nhiều cho quý vị. Đây là cái khung cảnh trên trước mặt chờ đường của chú chị thì bà con mình hôm nay đổ về đây cũng rất là đông. Ngày mai ngày 9 tháng Giêng thì càng đông hơn nữa là có chú chị. Thì mình đến đây mình cũng để ý đề phòng cái nạn bị giàn cảnh. Như ở trên đây trên đài người ta cũng có thông báo nãy giờ để cho mình cảnh giác đó. Mình luôn cảnh giác nha, chứ không có để mà xảy ra những chuyện mà không may khi đến chùa. Đây là hình ảnh bữa nay mình đến chùa Quan Âm Phật Đài của tỉnh Bạc Liêu ngày 8 Tết thì cô chú chị thấy là cũng còn rất là đông. Giờ ngày mai thì ngày 9 là vía Ngọc Hoàng thì càng đông hơn nha. Thì đây là những điều mình chia sẻ ngày hôm nay cho quý cô chú chị xem. Đây là hình ảnh bà con mình ngày 8 Tết đi viếng chùa Quan Âm Phật Đài hay gọi là mẹ Nam Hải của chú anh chị. Quay xe không các em? Quan Âm Phật Đài phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu xin đừng chen lấn, cẩn thận đề phòng các đối tượng thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp, cướp giật tài sản. Rất mong. Đây là chỗ này là chỗ đầu tiên của chú anh chị. Hôm nay mình quay lại cho chú anh chị xem về cái chùa Quan Âm Phật Đài của ngày hôm nay.
Thưa bà con, giờ cũng rất là đông, chú anh chị để mà dân hiến dân hương cho mẹ Quan Phật Đài ở chùa Quan Phật Đài ở Nam Hải. Đài tại thành phố Bạc Liêu ngày 18 Tết được của chú anh chị. Xem ngày hôm nay đây là những đoàn du khách của bà con ở các tỉnh Hà Bạn đón các quý vị, thì người ta đến đi chung một đoàn, người ta đứng chung gộp gì cho nó an toàn, không để bị sơ xuất về mắt khi mà đến dân lễ cho bà đó. Đây là một trong những cái đoàn của người ta đón nguyện.
Và phong cảnh phía sau rất là đẹp mà các chú anh chị. Đây hiện giờ bà con về phía kia thì rất là đông luôn. Thì tới để thăm cho mẹ Quan Âm Phật Đài tại chùa Mẹ Nam Hải của thành phố Bạc Liêu ngày 8 Tết, rất là đông. Đá bào, ngồi chi gái ơi. Đây là cái không gian ở bên ngoài bảo sĩ ở sau của chùa cô chú anh chị, rất là đẹp. Bây giờ sông nước miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý vị chúng chị các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự và như ý, và hãy đón xem những video kế tiếp của sông nước miền Tây. Xin tạm biệt.